Chào cả nhà thân yêu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi viếng một ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa sông nước Cà Mau nha. Ngôi chùa này có tên là chùa Vạn Phước. Nhìn từ xa xa thì công viên ngôi chùa rất là rộng lớn, chắc có khoảng chừng hơn 1 hecta. Còn con sông này thì gọi là kênh Lê Năm nha. Con kênh này sẽ đi thẳng ra rạch chèo cửa biển Gò Công ở phía tây biển Cà Mau nha. Mình thì cũng mới đến đây lần đầu tiên mà có cảm giác rất là ngỡ ngàng nha. Một vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà lại có một ngôi chùa rộng lớn, uy nghi đến như thế này mọi người. Mình nhìn thấy khuôn viên sân trước của chùa thì không có hàng rào nha. Mình sẽ đi thẳng vào lối này và sau đó mình sẽ trở ra và đi vào cổng chính nha. Chúng ta đi vào ngõ này thì trước tiên chúng ta sẽ tiếp cận với những bức tượng mô phỏng về thầy trò của Đường Tăng đi thỉnh kinh nha. Đây có tượng Bát Giới, Sư Phụ, Xe Tăng. Nhìn những hình ảnh này nhớ lại bộ phim Tây Du Ký vào năm 1986 mới xuất bản rồi nha. Đến các rạp chiếu phim xem thì phải là đứng xếp hàng dài để mua vé mọi người. Từ những năm 86 trở về trước thì vấn đề phương tiện nghe nhìn rất là hạn hẹp thiếu thốn luôn mọi người. Sân chùa rộng thênh thang, trang trí rất là thẩm mỹ luôn nha. Ở khu vực sân chính điện thì từ ông rồng chạy dài vào bên trong mọi người. Ở ngoài sân vườn này thì chỉ để nghỉ chân thư giãn thôi. Mấy chiếc lù này là để trồng hoa sen này. Chắc cũng mới làm xong đây cho nên chưa có thấy trồng cây sen nào hết rồi. Mình nhìn tổng quan qua khu sân vườn này thì thấy có là 12 con giáp cùng với nhiều loài hoa cây kiểng và một số bức tượng bằng bê tông để cho du khách đến viếng chùa có thể nghỉ chân và thư giãn. Ở giữa sân thì nhìn thấy có một cái tòa sen quá lớn luôn nha. Nhìn ở bên trong tòa sen thì chưa có trồng loại cây gì nha. Tòa sen này mà thỉnh mẹ Nam Hải hoặc là Đức Phật Di Lặc thì sẽ rất là sống động luôn nha. Nhìn thấy mấy lù nước này thì cũng đã trồng được một ít hoa sen nè. Từ ngày mà ban tổ chức nhà chùa cho xây dựng tượng Quan Thế Âm ngự trên đầu rồng dài 99m thì đã được cộng đồng để mắt tới nha. Và cũng rất là nhiều khách thập phương đã đến đây để mà chiêm ngưỡng. Sân vườn này thì được trang trí trang bị rất là đầy đủ, đẹp cũng như là một công viên công cộng. Mình sẽ đi ra bên ngoài và đi vào cổng chính để vào chính điện nha mọi người. Nhìn thấy có mấy chiếc xuồng của khách đi viếng chùa. Ở Cà Mau thì đường lộ nông thôn ấp, liền xã nhưng mà theo thói quen của người dân địa phương ở đây thì họ cũng thường hay chọn đi bằng xuồng. Xin một vài giây phút của những người đẹp đây. Địa chỉ ở ngôi chùa Vạn Phước này là ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân nha. Từ trung tâm thành phố Cà Mau đi đến đây cũng khoảng chừng 50 km. Ở ngoài cổng tham quan này thì sẽ có 3 con đường đi vào 3 cổng rất là rộng lớn như thế này mọi người. Còn riêng về chiều cao của tượng Quan Thế Âm này là 25m và đứng trên đầu rồng đó nha. Cho nên chúng ta đi ở khoảng cách chừng 3-4 cây số mà những khoảng trống đó, thì chúng ta cũng thể nhìn thấy tượng Phật này rất là rõ. Ở hai dãy tượng hai bên đường cổng chính này cũng là tượng Quan Thế Âm nha. Mỗi một tượng Quan Thế Âm thì có một ý nghĩa riêng. Này là Năng Tỉnh Quán Âm, ngài hiện tướng thần thủ cứu hộ những người gặp nạn trên biển. Chất liệu của các bức tượng này thì giống như là BK chứ không phải là đá khối bê tông. Còn ở bên này là Diệp
Y Quán Âm là vị Bồ Tát của nông dân, cầu cho là mưa thuận gió hòa, mùa màng sẽ tốt. Ở ngôi chùa này thì nhìn thấy không gian mặt trước của chùa thì đẹp hơn tất cả các chùa khác ở Cà Mau hết mọi người. Có bảng lớn ở phía bên tay trái là 12 đại nguyện của Đức Phật Quan Thế Âm nha. Còn ở trên trụ thì có dòng chữ là rồng cuộn mây bay ngàn dòng về biển Pháp. Chúng ta mà đến với ngôi chùa này thì có thể lại Phật cầu nguyện ở ngoài không gian sân ngoài này cũng được, chứ không có cần là phải đi vào chính điện. Còn bảng lớn ở phía tay mặt bên này là những câu chú Đại Bi. Giả tượng ở phía bên tay mặt bên này thì cũng là tượng Quan Thế Âm nha. Này là Đa La Quán Âm, ngài dùng vật báo trang nghiêm thân để trừ khổ não cho chúng sinh. Chúng ta nhìn thấy ở đây thì tất cả mọi thứ đều rất là lộng lẫy nha, quá là đặc trưng luôn. Ở phía trước đầu của ông rồng thì có một cái hồ nước rất là to luôn. Nhìn thấy ở đây thì cũng có trang bị một số đèn LED này, mà những đêm rằm thì cho hoạt động đồng bộ thì chắc là sẽ rất là đẹp luôn. Ở chùa Vạn Phước này thì cổng chính và một số cổng phụ lấy thân của ông rồng để mà thay thế cho những chiếc cổng truyền thống nha. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật ông rồng dài nhất và lớn nhất so với các chùa ở Cà Mau nha mọi người. Ở cổng phụ bên này thì nhìn thấy có một cái hang đá cùng với là hình tượng của Tề Thiên Đại Thánh nha. Về nội dung này thì ý nói vào thời điểm mà Tề Thiên thua cuộc Như Lai Phật Tổ đã bị đài 500 năm ở dưới núi Ngũ Hành. Tề Thiên mà bị nhốt ở dưới núi Ngũ Hành nhưng trong lòng ông thì vẫn luôn cháy bỏng ước mơ là chờ một ngày được tự do. Về cốt truyện Tây Du Ký thì mang tính chất giáo dục rất là cao, cho nên được cộng đồng trên toàn thế giới họ rất là chấp nhận mọi người. Nhìn chiều cao của đầu ông rồng cùng với là bức tượng Quan Thế Âm thì có chiều cao chắc cũng khoảng chừng 35 mét. Mấy anh bạn nghệ nhân chạm chỗ ông rồng này thì nhìn thấy rất là chi tiết luôn nha. Về tông màu thì rất là sáng sủa sắc nét luôn. Còn chiếc bia này là lễ đặt đá xây dựng thánh tượng Quan Thế Âm Nam Hải cùng với thần rồng nha. Ngày 26 tháng 3 năm 2014. Cách đây thì cũng vừa tròn 10 năm. Ở hai bên cổng thì có hai ông sư tử đang canh giữ cửa ải nha. Mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong sân chánh điện để vía Phật nha mọi người. Nhìn về cảnh quan khuôn viên bên trong khu chính điện thì rất là bình dân và thân thiện. Ở bên góc sân phía bên tay mặt của chính điện thì có thờ ba vị Tây Phương Tam Thánh nha. Tượng ở giữa là A Di Đà và bên phải là Quan Thế Âm, và ở phía bên trái là Đại Thế Chí Bồ Tát.
Ở ngôi chùa này thì nói về cơ sở vật chất thì nhìn chung cũng khá là tốt mọi người. Khuôn viên của chính điện cùng với là sân trước của chùa thì tính ra mặt bằng cũng khoảng chừng hơn 1 hectare. Những ngôi chùa Phật mà có diện tích từ 1 hectare trở lên thì cũng rất là hiếm mọi người. Còn này là tái hiện lại khu vườn Lâm Tỳ Ni, nói về giai thoại của Phật Đản Sanh những ngày mới ra chào đời. Còn này là tượng Quan Thế Âm nha, là một Đức Phật luôn sẵn lòng cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh. Ở chùa này còn có cả phòng mạch hút thuốc nam cho người dân nè. Mấy Phật tử ở đây phơi thuốc nam nhiều quá nè. Bên này là dãy nhà của phòng đông y mọi người. Thuốc nam ở các chùa thì thường thường được các Phật tử cùng với những người có lòng thiện nguyện là họ tự đi tìm lấy để đem về chùa phục vụ cho người bệnh. Còn ở đây là tượng Phật Di Lặc, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Di Lặc thì luôn có một nụ cười rất là tươi tắn, tượng trưng cho là phúc, lộc và thọ. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với tượng Thích Ca Mâu Ni đang ngồi tọa thiền trên tòa sen ở dưới gốc cây Bồ Đề nha. Mình sẽ đi theo ngõ này và sẽ đi vào trong Tam Bảo trước nha. Ở đây thì mình chỉ thấy là Tam Bảo cùng với là chánh điện chứ còn không có thấy căn nhà đường ni. Mình vào trong Tam Bảo này và sang căn nhà chính điện để thắp nhang cầu nguyện. Phần còn lại chúc cả nhà tịnh tâm vui vẻ nha. Hẹn gặp lại video sau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.